Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sa Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở ngay chỗ ngôi chùa lớn nhất của khu Bình Tân này cô chú anh chị, là ngôi chùa Huệ Nghiêm ha. Ngôi chùa Nghiêm là nằm tiếp giáp giữa bến xe miền Tây với khu dân cư Tên Lửa. Phía sau lưng ngôi chùa này là khu dân cư Tên Lửa nha. À, cái đường đi là đường này nè. Mình đi quá rẽ trái là sẽ qua tới khu dân cư Tên Lửa nha cô chú anh chị. Cái bức tường này chạy vòng qua hết luôn bên kia là khu dân cư Tên Lửa, là đường Vành Đai Trong đó cô chú anh chị. Hả? Còn căn nhà của mình á là nằm phía bên đây nè, mình nhìn bên đây nè. Còn cái nhánh này là mình đi ra ngay cổng đầu bến xe miền Tây ha, đầu bến xe miền Tây, đầu ngay chỗ cổng bến xe miền Tây luôn. Ở hướng này thì mình đi qua khu dân cư Tên Lửa ha cô chú anh chị. Là cái chùa Nghiêm là từ phía bên đó dài qua tới ngoài đường Kinh Dương Vương luôn ha. Đó. Thì chùa Nghiêm là đây cô chú anh chị về biết ha, nằm trên đường Đỗ Năng Tế ha, Đỗ Năng Tế. Thì hướng mình đi thẳng luôn nè cô chú anh chị, là mình đi qua bên ngay chỗ cổng bến xe miền Tây. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn một cái căn nhà nằm gần cái khuôn viên của chùa Huệ Nghiêm này. Bên hông này là đường Đỗ Năng Tế ha. Thì căn nhà này trước đây là chủ kêu là gần 1 tỷ 70 triệu, nay chủ lần đầu là chủ giảm 100, nay chủ giảm thêm 120 nữa là còn 850 triệu, 850 triệu ha cô chú anh chị. Đó, hướng này mình đi thẳng ra chút xíu là tới ngoài cổng bến xe miền Tây rồi. Căn nhà này ngang là 2,5 m, gần 2,5 m và chiều dài là 5 m. Chủ nhà kêu bán thì một mức giá là cũng hợp lý, còn có 850 triệu thôi. Đó. Cô chú anh chị bạn để ý ha, là ngay cái cổng chùa Huệ Nghiêm nè. Đó. Xéo xéo chút xíu là tới cái hẻm này vô. Đó. Hẻm 100 nè, 100-30 mình đi vô đây ha. Vô đây ha, thì sau lưng căn nhà này thôi, sau lưng căn nhà 106-30 này thôi. Đó, mình đi vô ha, cái hẻm này thì nó khoảng 1,5 m thôi, nhưng mà chỉ hết với bức tường này thôi là nó sẽ tới căn nhà mình liền. Nhà mình nằm trong khu dân cư hiện hữu. Đó, do diện tích nó không có đủ điều kiện để làm sổ nên nhà chủ nhà không có làm sổ ha. Thì trong này cái hẻm biệt lập có khoảng 10 căn nhà thôi. Hẻm biệt lập chỉ có khoảng 10 căn nhà thôi. Trong đây thì nó rộng ra hơn nè. Đó, khu hiện hữu đây người ta cất nhà ha. Đây cây căn hộ dịch vụ. Đó, và bên đó người ta cất nhà ha. Và đây là cái hẻm trước nhà mình đây. Địa chỉ nhà mình là 106-30-2 đường Đỗ Năng Thế, khu phố Ai, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc trước là thị trấn An Lạc, nay là phường An Lạc A ha. À, phía trước nhà mình nè, à, nhà mình có kết cấu một trệt, một lửng và một lầu ha. Đó, đây ra phía ngoài thì cũng chút xíu thôi. Đó. Hẻm này hẻm biệt lập nha cô chú anh chị. Rồi, phía ngoài nhà mình là ốp đá hoa cương. Ốp đá hoa cương ha. Cái hiện tại là cái mặt nhà của mình cao hơn cái đường hẻm là nó khoảng chừng 2 tấc. Đó, phía ngoài là ốp đá hoa cương nè. Ở trên thì ban công bằng sắt và ở dưới là các tấm CNC ha. À, đó, căn này là căn mặt tiền nha. Rồi, cuối video Vũ Hồng sẽ chèn đường đi cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đó. Nhà mình là cửa sắt nha, ha, cửa sắt nè. Đây đá hoa cương nè. Đá hoa cương ốp rồi ha. Và cửa sắt nha, kính cường lực. Ở dưới đây thì chủ nhà cũng dàn cái tấm đá hoa cương luôn rồi. Nhà thì có điện chính và nước chính luôn ha. Đồng hồ nước đây nè cô chú anh chị. Ở bên tay phải mình, ở bên tay phải là bức tường tường trắng, còn bên trái nó treo chủ nhà dán một bức tranh một đồng cưỡi trâu ha. À, ở dưới này có những con nai, con thiên nga, con vịt, cò, bồ câu. Đó, nói chung là một bức tranh khá đẹp ha. Đó, đèn trang trí nè. Ở một căn nhà thì nhà mình nằm trong khu dân cư hiện hữu nha cô chú anh chị. Nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu và ở phía ngoài ban công mình là đổ nè. Đó, đổ ban công luôn ha. Đó, ban công đổ lớn ra được khoảng 9 tấc nha. Tường nhà thì được dán cao ráo ha. Dán 3 tấm gạch cao lên nè. Thì chủ nhà hiện tại đang kêu bán căn này là chỉ có 850 triệu thôi. 850 triệu thôi. Đây là khu vực nhà vệ sinh của mình ha. Nhà vệ sinh thì cũng dán tường cao lên là được 4 tấm.
thiết bị vệ sinh là sử dụng của inox ha, inox nha. Và thiết đây là chỗ để xà bông, bông tắm đồ là bằng dầu gội, bông tắm đồ là bằng inox 304. Và vòi xịt cũng bằng inox 304 luôn. Ở đây thì vòi sen 304, inox 304 á. Đó. Rồi mời cô chú anh chị bạn xem lại cái nhà vệ sinh mình ha. Ở đây là cửa lùa nha, sàn cửa lùa cho nó đỡ tốn diện tích. Và đây là phía dưới của ngôi nhà mình nè, gian bếp thì làm bên trái. Căn này chỉ có 850 triệu, cô chú anh chị bạn nào mà đang có nhu cầu tìm nhà hoặc mua nhà cho con em ở đi học á là rất ok, vì nó nằm trong khu dân cư hiện hữu. Nó chưa có sổ hồng, lý do là nó không đủ diện tích để làm sổ hồng thôi, chứ những khu vực này là khu hiện hữu rồi. Nên cô chú chị bạn mua nhà này là yên tâm ha, có số nhà quận luôn nha. 850 triệu một căn nhà này thì quá tuyệt vời ha cô chú anh chị. Ở trên đây là chủ nhà có làm một cái kho để mình chứa đồ ha. Ở đây có một cái kho để mình chứa đồ nè. Ở đây thì dán giấy dán tường 3D. Tranh 3D đẹp ha. Đèn trang trí nè ha, đèn LED âm trần, đèn LED trang trí ha. Còn đây là xài đèn LED nha. Còn đây là cầu thang đi lên bằng sắt. Khu vực ở trên này thì chủ nhà thiết kế chủ Hồng thấy chưa có phù hợp lắm. Nếu cô chú gì bạn về mình ngăn phía trước này để trống cũng được, làm phòng khách trên đây cũng được, phòng ngủ cũng được. Và ở ngay chỗ này nè cô chú anh chị, mình kéo cái gác này ra chút xíu, kéo ra chút xíu ở này. Tới đây đi. Tới vị trí này. Theo ý kiến riêng của Hồng thấy không? Mình làm nhất nhôm ra đây, tới đây bọc qua đây. Làm trong đây thành cái phòng cho nó có cái sự riêng tư. Và ở trên đây làm thêm cái gác. Cái gác lót simili thành cái gác ha. Gác cầu thang đi lên nè, cầu thang nó bật ra đi lên thôi. Cầu thang đi lên. Và ở trong đây mình tháo vách ngăn này mình đem ra ngoài rồi. Thì thành cái phòng khá rộng ha. Cái phòng đây, dọc qua đây. Nó thành một cái phòng ha. Vũ Hồng đang giữ chìa khóa nhà, cô chú chị bạn nào mà muốn đi xem thì alo cho Vũ Hồng nha. Số điện thoại Vũ Hồng là 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà nha. Nói chung thì nhà thì đúc giả nè, ok lắm cô chú chị. Còn hẻm phía trước nhà ha, thì Vũ Hồng quay hẻm phía trước cho cô chú chị bạn xem luôn. Cửa này là cửa sắt với kính cường lực, chắc lắm. Cửa ba cánh nè. Và đây là hẻm phía trước nhà mình nè. Hẻm phía trước nhà mình đây ha. Cái này là cắt CNC nè. Và hẻm bên trong là còn khoảng tổng cộng hết là hẻm này có khoảng 10 căn thôi. Khu hiện hữu. Cô chú chị bạn nhìn ha, đây đối diện đây là căn hộ dịch vụ nha. Hẻm cao ráo không ngập nước. Trên đây là đúc nha. Lan can làm cũng rất chắc chắn luôn cô chú anh chị. Thì bên đây ra ngoài thì nó cũng khoảng nó chừng khoảng mười mấy mét là tới ngoài mặt tiền nè. Rồi xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 106/30/2, đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Đỗ Năng Tế là đường đối diện với cổng bến xe miền Tây. Cái đường nó nối vô từ ngay cổng bến xe miền Tây nối khu Tinh Lửa ha. Thì ngay bên hông của chùa Huệ Nghiêm. Còn cái hẻm 106 đường Đỗ Năng Tế là cái hẻm đối diện với xéo xéo với cổng chùa Huệ Nghiêm, là một trong những ngôi chùa lớn nhất của khu vực Bình Tân nói chung, và là một trong những cái ngôi chùa lớn của lớn nhất nhì của thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị bảo bác bạn nào quan tâm đến căn nhà 850 triệu này thì hãy liên lạc Vũ Hồng ha, để Vũ Hồng dẫn cho cô chú chị bạn xem nhà.
và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Cô chú anh chị bạn nào chưa đăng ký kênh á, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng nha cô chú anh chị. Đó, nhớ bật cái chuông khi Vũ Hồng up cái video mới lên thì cô chú anh chị bạn xem được liền. Đó, căn này thì giá 850 triệu theo Vũ Hồng là giá quá ok rồi đó. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu thì mua nhà cho con mình đi học. Sau này con mình muốn ở thì ở, không cho thuê lấy tiền cho nó hỗ trợ thêm cũng được ha. Quá ok rồi, 850 triệu thì quá hợp lý anh cô chú anh chị. Khó tìm được cái căn nào như vậy. Rồi Vũ Hồng xin kết thúc cái video review nhà tại đây. Vũ Hồng xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn ở những video review nhà lần sau ha. Và cuối clip thì Vũ Hồng cũng chúc cô chú anh chị bạn một cái buổi chiều thật vui vẻ và tìm được những căn nhà như ý nha. Rồi Vũ Hồng xin chào ha.